Bác ra hỏi xem là có ăn cái gì không? Ờ, lên luôn á. Thế hả? Đứng em này dậy thì từ từ. Phải có người dìu ấy. Phát lên, ôi, sốt hết cả giọt. Như thế mà tí ngất, bác sĩ ra bác sĩ chửi. Ngất thật đấy chứ. Từ thôi. Đầu nó còn biết. Không, không phải. Cháu San xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì cháu lại tiếp tục đang có mặt ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Như thời gian vừa rồi á, cháu có đưa em Mỹ đi vào bên trong này để sinh đẻ. Và những cái kinh phí á, thì cháu cũng đã trích cái kinh phí của quỹ Mạnh Thường Quân để đưa cho bố của em Mỹ ở đây để mà chăm cho con gái trong thời gian ở đây. Thì tại vì sinh mổ các bác, ít nhất là phải có một tuần để hồi phục cái vết thương một chút rồi mới có thể là tiến hành về nhà được. Thì ngày hôm nay thì buổi chiều tối rồi, cháu tiếp tục để vào bên trong này thăm một chút cái tình hình sức khỏe của em ấy, xem là hiện tại bây giờ thì đã đỡ hơn hay chưa, hay là con của em ấy thì hiện em ấy có biết cách để cho con uống sữa hay không, hay là hiện tại giờ ai đang chăm em ấy ở đây các bác nhé. Bây giờ trời cũng đang mưa phùn các bác ạ. Ở trên Lai Châu thì mấy ngày nay thì trời mưa cũng khá là nhiều, đặc biệt là về đêm. Tại vì bây giờ cũng là mùa hè á. Wow, cháu đi dép nên là nên trên này trơn quá. Rất là đáng sợ luôn. Hôm bữa là em Mỹ ở cái phòng phòng này đây, em Mỹ đang ở phòng này. chào em nhá, chào bác. Dạ vâng. Thế bác là cái gì của Mỹ à? Bác thứ ba. À, cái con tức là mẹ của Mỹ với bác là bố với Mỹ, mình là hai anh em ruột. À. Mày bây giờ có dậy được không? Chưa. À. Có ăn được cái gì không? Ăn cháo à? Bố mày có mua cái cháo gì cho? Bố mày thì sáng nay mua cái gì? Đưa dậy trưa. Lúc trưa về rồi. À không, ý anh bảo là thế em mua cái cháo gì? Cháo trắng không đúng không? Ừ. Làm sao mà bổ sức khỏe được? Đúng rồi, cái này phải ăn kia, nhưng mà không biết nó có ăn cái không, cái này gia đình, nếu mà gia đình quan tâm thì ăn cái đấy không phải. Được ăn kia phải ăn cái cháo kia, cái cháo mà bột thịt kia nó mới đấy ăn được em ạ, nhưng mà không biết là nó ăn được không. Nhìn dùng hả, vô lo ít tay chưa chọn cả buồn nằm mất lên tôi vô. À. Ở tại chỗ vài bộ ở chỗ vô thì tôi vô lo ở tại chỗ. Chuyện là khác à? Khác chuyện là khác. Thế mới bảo chỗ cái em đi mua cháo dinh dưỡng kia cho em. Đấy, phải mua cháo dinh dưỡng. Nói ra, đừng có gì nói ra. Cháo dinh dưỡng mà không nói em để. Nói, tôi ăn đây chị gái à? Không. Đây là em của chị em của anh cơ. Là không, ở bên chị chị là bên này à? Dạ. Một mình chăm con hay là ai chăm? Có chị gái. Dạ. Cũng đứng lên được thì đỡ mấy đầu. Không, đối tượng là vì nó không ăn đạp, trước nó không ăn nhiều ấy, cho nên mua cái viên viên đạp không nó đau quá, thế là em bảo cho một cái viên đạp vào thì em này mới quay được sang bên này. Nó, chắc tí phải đi mua một cái viên đạp nữa để đạp vào. Không ăn được, cái này nó thế em bảo là em tức là cho tiền cho bố của Mỹ ấy, thì bảo là hôm nào đau thì phải mua mà. Nhưng mà không biết là anh ấy có mua không. Cái này mình
phải đạp viên đạp, nếu mà đau quá thì phải đạp viên đạp. Em còn đạp 3 viên em mới dậy nổi. Vâng. Hôm qua là uống 1 viên à? Hôm qua đạp 1 viên, hôm qua em thấy đau quá thế là em bảo cô với lại bạn này đạp 1 viên vào thì quay đến sang bên này, nhưng mà hôm nay vẫn thấy. Sáng nay em bảo bố và em này là đứng em này dậy thì từ phải có người dìu ấy. Phát lên ôi sốt hết cả giọt như thế mà tí ngất và bác sĩ ra bác sĩ chửi rồi. Ngất thật đấy chứ. Không phải vừa đau vừa như thế được, bởi vì là mình vừa mới sinh con xong á là cái ruột của mình nó sẽ đi lên hết. Rồi tự dưng mà mình đứng một phát là ruộng của mình sẽ trào xuống. Từ từ lên nhá chú, chú nấm một phát lên rồi em mới khóc. Mình biết nói mình còn... Mình loại này chắc chưa chăm sóc. Chưa chăm sóc cái này chưa bao giờ, cho nên chắc chưa biết. Chứ kiểu đấy thì em ấy vừa khóc cũng như tí nữa cái chỗ này rách ấy. Rách còn ra máu đấy em ạ. Cơ thể nó yếu với lại mình cứ nằm xuống là... Hỏi xem có đau không? Đau không? Nó mất rồi nào, xếp lăn dê. Bác ra hỏi xem là có ăn cái gì không? Dạ, chết yếu một trà. Ô, lớn lông á. Tí hỏi cái gì hỏi xem có ăn cái gì không, bị có ăn cái gì không? Nó hình như nào? Nó mất rồi nào? Nó mất rồi nào? Có video không? Để thế? Nó mất rồi nào này? Nó dùm hải mạo nào? Nó rồi nào? Nó mất rồi nào có gì này? Đó. Hả? Cái lũ nó này. Nó là đau quá nó chưa... Chưa ăn được à? Đau quá nó chưa nói được nhiều lắm. À. Cô một viên đạp nghĩa là 50.000 à? Em cũng biết là ở đây chắc là bác sĩ cho đấy chứ. Không, thường là bác sĩ cho là mua. Bác sĩ cho tí nữa phải đi sang bên này, lúc nào tí đi mua vậy. Bố của Mỹ đi về rồi à? Vâng. Thế bây giờ là mỗi mình em ở đây đúng không? Vâng. Đêm em ngủ ở đây à? Vâng. Nhưng mà em thì một đứa như thế này thì chắc là ông bà ngoại không bao giờ cho người khác cho ông bà ngoại nuôi thôi. Đúng rồi, tại vì thực ra thì như này nói chuyện với không biết là em hay là chị, nhưng mà em giúp đỡ thì nếu mà quan điểm của em thì cứ cho Mỹ nuôi một thời gian xem là có Mỹ nuôi được hay không. Bởi vì bố mẹ của em này vẫn không phải là nó già quá mà vẫn còn trẻ. Bởi vì là có cả em giúp đỡ nữa cơ mà. Đúng rồi. Vừa rồi là tất cả những cái đồ đạc này em mua hết, sứa rồi là đồ đạc em mua hết. Đấy. Rồi là ý là cho em ấy nuôi một thời gian, nếu mà giả sử như thực sự mà không nuôi được ấy, thì lúc đấy thì mình nghĩ được biện pháp khác. Bố nhưng mà bố mẹ vẫn còn trẻ, bố mẹ vẫn có thể giúp đỡ được. Đấy. Thế là em là hai vợ chồng lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Cũng sẽ được 7 năm rồi. Sẽ được 7 năm á? Vâng. Chưa có em bé nào à? Chưa có ạ. À, thế là uống thuốc nhiều chưa? Cũng uống rồi. Đi khám ở đâu nhiều chứ? Khám đi ở... Không xa thì chưa khám, nhưng khám ở tỉnh này đi. Chứ thì họ bảo là không xong. Lúc ở trước em không khám ở... ở đâu ấy, hoặc là em cũng bị tự cung. À, là do em đúng không? Tức là không phải do chồng đúng không? Mày, năm ngoái thì họ cũng không phải bảo là tại em bây giờ đi, họ bảo là em bị tự cung rồi. À, thế là cũng nghĩa là không phải do chồng, nên là do em có, nghĩa là có vấn đề đúng không? Nên là không biết có thì hai vợ chồng định là tức là bố Mỹ nói rằng là Mỹ không nuôi được nên cho hai vợ chồng nuôi à? Vâng. À. Bố Mỹ cũng là cậu bảo là nó thì không nuôi được thì em không có thì em mang về nuôi. Ừ. Thứ nhất là như này này. À, thực ra thì không biết là gia đình là nói cái gì chưa, nhưng mà ý là em ở đây thì vừa nãy thì bố Mỹ có đưa tiền cho em mua cái gì cho Mỹ ăn không? Chưa. Chưa đưa tiền. Thế bố Mỹ mua cái gì về đây? Vừa nãy mua cháo và mua một súp cơm cho em. Ừ. Cháo, em anh xem nào. Cháo nào? Đổ đi.
cháo trắng, cháo nấu ở ngoài kia hay là? Vâng, cháo nấu ở căng tin. Cháo trắng mà không có pha với một cái gì thì làm sao mà bổ được nhỉ? Thường như này phải mua cháo dinh dưỡng thôi, nhưng đấy, mà họ không biết mua cháo dinh dưỡng ở ngoài. Bố Mỹ đi về rồi à? Vâng. À ok, em ở đây nhé, có gì anh vào đây thăm Mỹ sao? Nhưng mà anh tưởng là cái viên kia là phải mua chứ. Em tưởng viên kia như bác sĩ cho mong em vào thì họ cho 3 viên mà, nhưng mà không biết em cho đúng có 1 viên xong rồi em thấy đau quá em bảo là họ nhét vào để cho em đỡ đau. Em đang bảo là tí nếu mà khỏi bác sĩ bảo mua thì mình tự mua để đảm bảo để cho em ấy có thể quay đi quay lại là... À ok. Không thì em ấy cứ nhịn đau. Đấy, không biết cái gì lại cứ nằm đây để nhịn đau thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Cứ xoay xoay người từ từ, em bảo là hàng ngày là hôm nay là ngày thứ hai nhỉ, ngày thứ hai sang ngày thứ ba là xoay người từ từ. Thế lúc đi vệ sinh thì em đưa đi à hay là bây giờ? Chưa giải được chưa đi ạ. Vệ sinh nhẹ thôi, còn nặng thì chắc nặng phải đẻ, nặng phải ngày thứ ngày. Sang ngày thứ tư ngày thứ năm mới đi được hay sao á? Nếu mà có cái viên đạt thì nó đỡ đau mà. Để mổ cũng khổ lắm. Dạ. Phải mua đấy, nhiều khi không cho. À, hôm cái hôm á cháu nói thì bố Mỹ đồng ý, ý là cái việc gọi là cái cho Mỹ là cho Mỹ, tức là đồng ý hết là cho Mỹ cùng với gia đình chăm một thời gian xem là như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì ông ấy, anh ấy lại thay đổi ý kiến, thay đổi ý, tức là cho cái mẹ nuôi, mẹ nghĩa là cho cái gia đình mà mẹ nuôi mà con của Mỹ để xuống đây để chăm Mỹ. Thì cái này thì quan điểm của cháu thì cháu không đồng ý, bởi vì là những cái tiền nong cháu đưa 1,5 triệu là cho anh ấy để cho người nhà bố hoặc mẹ một người nào đó ở dưới này để còn chăm, chứ bây giờ tự dưng đi về hết rồi, giờ cho người kia xuống đây chăm và lại không có cho con của Mỹ uống sữa mẹ nữa, ý là họ xác định là không có cho Mỹ là nuôi con nữa, bây giờ là thành con của họ luôn á các bác. Đấy, nên là bố Mỹ thì không biết đã đi về hay chưa các bác ạ. Bây giờ thì tức là từ buổi sáng ngày hôm nay là cháu gọi là bố Mỹ không nhấc máy, và đến bây giờ thì cũng gọi là không nhấc máy, không biết là ở đây hay là đã về nhà hay chưa. Tức là quanh đây hoàn thành những cái thủ tục thì không biết đã về nhà hay chưa, không hiểu sao không gọi được. Tại vì anh ấy đồng ý hết tất cả, như là nếu mà cháu San mà không có chắc chắn là mình không có ở đây mà giúp đỡ cho Mỹ ấy, thì vừa mới sinh ra thì gia đình bên kia đã bế em bé về nhà rồi. Như em vừa nãy nói đấy, chị vừa nãy nói đấy, bố mẹ thì khỏe mạnh như vậy thì nếu mà ông bà ngoại của bên em ấy thì em không bao giờ, ông bà ngoại không bao giờ cho người khác nuôi, thì là bản thân là cố gắng để nuôi rồi sau này còn có người để mà nuôi em Mỹ, hay là cũng như cũng có thể là nhiều khi như là cháu đã nói đấy, tốt cho em Mỹ sẽ có một cái đứa con để bầu bạn, sau này có thể là nhờ những cái đứa bé em Mỹ sẽ nhiều cái khác hơn, thay đổi hơn. Nên là bây giờ thì anh ấy lại thay đổi rồi. Lúc đầu thì đồng ý và cũng nói với San một cách khác, rồi sau khi mà giúp đỡ đầy đủ bây giờ lại một cách khác. Khó hiểu quá bạn. Bây giờ gọi điện thì không được. Bây giờ cháu biết không biết là tìm ông ấy ở đâu, nên là còn ở dưới này không hay là đi về rồi. Gọi điện cũng không trả lời. Mỹ hiện tại bây giờ thì đang rất rất là đau, chắc có lẽ là cháu phải mua thêm một cái viên đạp hay là nó cái khác là thuốc giảm đau á, để cho vào.
À, bác sĩ thì ngày trước vợ cháu đi sinh thì bác sĩ cho một viên thôi. Sau đó là còn những cái viên khác là mình phải mua các bác. Có là hôm qua là có một cái viên thuốc giảm đau nhưng mà là chắc là một viên thôi là... Chắc phải mua đấy. Ừ. Một viên là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Bác sĩ ở đâu nhỉ? Bác sĩ ở đây. Ừ. Thế em bé là bây giờ không cho uống sữa mẹ luôn à? Không cho ạ. Theo anh ấy thì sữa mẹ là cái tốt nhất. Nếu mà mình không có sữa mẹ sau này bé sẽ tức là cái sức đề kháng á là yếu hơn những cái bé khác. Anh hay nói là sữa mẹ là em lúc nào em định là lúc nào đưa đi về? Em bảo là không, em xuống có mẹ đi. À, ý hôm thì em về nhưng sáng nay với cậu bảo là khi nào em này ra viện mới được. Ừ. Thì theo như anh ấy thì mấy đầu là anh bàn với anh ấy là cứ cho mẹ nuôi một thời gian xem là cái cách gọi là mẹ như thế nào. Là thực sự mà không biết là tức là khi nào mà mẹ đứng lên được rồi á. Đấy. Lúc đó thì một thời gian sau nếu mà thực sự mà không biết thì mình mới tính đến cái cách khác. Đấy. Đấy, bố mẹ là không có chịu trách nhiệm ấy. Thế bây giờ là lúc đầu anh hỏi thì đồng ý, giờ lại thay đổi ý. Bây giờ anh gọi điện từ sáng rồi gọi điện không được cho ông ấy, không biết đi về chưa. Em gọi thử xem có gọi được không? Hay là đi về chưa hay là ở đây? Về rồi. À trưa đã về đây rồi. À. Sáng nay thì lại về đây thì họ mở giấy tờ không vẫn chưa được thì lại về nhà lại làm ở trên xã thì không về. À quay về nhà làm. Hay là nhưng mà quay về không biết là làm được chưa ấy. Làm vừa lại mang xuống đây. Mang xuống đây rồi. Nộp từ lúc mấy giờ sau đó đi về. Họ giờ bị sự tánh rỡ rồi. Ông ấy cầm điện thoại không nhỉ? Sao gọi không? 8 giờ, 9 giờ ừ, sao lại cầm điện thoại không? Giờ gọi điện không nghe máy này. Sao không cầm điện thoại à? Mẹ thì cứ bảo là ở nhà có đứa em trai 3 tuổi nữa nên nhỏ quá. Thế này em bảo là ôi dồi ôi, nó có phải là 1 tuổi đâu, nó đã 3 tuổi rồi thì làm gì mình cũng mua. Đâu, ở nhà làm gì có em trai 3 tuổi đâu. Nhờ. Đứa gái kia hơi bé rồi. Đứa gái thôi, đứa trai lớn hết rồi, đứa trai 12 tuổi rồi. Đây, chào mấy đi, xin được một viên thuốc coi nhé, thuốc giảm đau. Mày cho mẹ. Ăn được không, mẹ ăn được không? Đây, tí nữa cho cái viên thuốc này. Chưa có cháu dinh dưỡng. Bây giờ họ đang nấu cho em nó ăn tạm một tí. Ừ. Ngày mai là phải tập dậy rồi đấy. Ngày mai là tập dậy dần. Bé 2,5 cân. 2,5 cân là nhỏ đấy nhỉ. Trung bình thôi cũng không nhỏ lắm. Thế thôi em cho mẹ ăn nhé. Tí nữa thì cho mẹ cái tiền thuốc của anh nhé. À, bây giờ thì cháu sẽ đi lên tận ở trên nhà của bố mẹ cũng nói chuyện một chút. Bởi vì là vừa rồi thì cũng có các bác mẹ thường quân cũng muốn đồng hành cùng với San giúp đỡ cho em mẹ. Thứ nhất là có cây giường ngủ sắp tới, một cái nơi ngủ đàng hoàng hơn khi mà từ viện đi về. Nhưng mà chắc có lẽ là từ tức là cái mức độ này, khi mà cái điều mà cháu nói thì chắc chắn là con của mẹ là chắc là sẽ cho cái em vào đấy nuôi rồi.
là mẹ sẽ không được nuôi con nữa. Bởi vì là cái mà cháu San có thể nói rằng là những gì mà bố của mẹ hứa với cháu San, ý là nói với cháu San, nhưng mà bây giờ thì không như vậy á, nhưng mà thì cháu cũng không biết phải làm sao. Bây giờ cứ lên đó xem thử xem là anh ấy nói cái gì, rồi thời gian sắp tới xem là mình cũng nên là giúp đỡ mẹ như thế nào. Thì đợi khi mà mẹ hồi phục rồi á, lúc đó thì mình sẽ cháu San sẽ cố gắng để bảo họ cho mẹ bế con và tiếp xúc giữa hai mẹ con, xem là cái khoảng cách giữa hai mẹ con, bản thân mẹ có biết yêu thương con hay không, hay là như thế nào. Thì lúc đó thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bác. Còn về phía gia đình thì mình cháu San không có muốn nói nhiều nữa các bác nhé. Các bác chú anh chị mỗi người một cái ý kiến thì mình xem, mình cũng có thể là có người thì hiểu như thế này, có người thì hiểu như thế kia. Tuy nhiên thì cái bản thân của cháu á, như cháu đã nói đấy, mình mong muốn là giúp đỡ cho theo như cái ước muốn của mình ấy, thì giúp đỡ cho cả hai mẹ con về sau này thì lớn lên, đứa bé lớn lên còn có thể là nuôi mỉ được. Bởi vì mỉ là thuộc một cái đứa trẻ mà chậm phát triển về trí tuệ á. Đấy các bạn nhá. Ui giời, tưởng chân quá các bác ạ. Đến nhà của bố mẹ mỉ, nên là không có ai ở nhà thì phải. Anh ơi, anh Thành ơi, hình như không có ai ở nhà. À, nhà không ai ở nhà em. Họ đi đâu hết rồi? Đi làm gì? À, em là cái gì của? Em là con gái của anh Thành. À, nhìn em giống Mỹ lắm đúng không? Chị à? À, là nào nhìn bạn rất là giống. Em là nhà ở đâu? Nhà ở Thiên Bá. Thiên Bá. À, bố mẹ đi làm gì? Bố mẹ đi xem nương tí rồi. À, đi xem nương. Đi lâu chưa em? Vừa nãy mới đi. À, ra ngoài này anh hỏi một tí. Em cứ ra ngoài đi. Ôi. Bé sợ anh hay sao đúng không? Không sợ. Hay là đói? À. Thế là mẹ của bọn em là ngày xưa là ở đây là em gái ruộng à, hay là phải không? Không phải. Không phải à? Nhìn giống ấy. Em là chị. À, còn một đứa em trai nữa đúng không? Ừ. Mẹ Mỹ thì cũng đang đi sinh ở dưới kia. Em về đây chơi hay là về trong nhà cho bố mẹ? Biết là sắp về chưa nhỉ? Sao không gọi được điện nhỉ? Điện thoại của bố đâu bé? Bố không mang băng đi rồi. Không sao? Có mạng. Gọi điện sao không được? Bố mang đi rồi gọi điện không được. Đấy bây giờ là nó trúng xuống ở dưới này, nhưng mà nó không bị vào bên trong này. Nước ở đây nhưng mà kệ nó thấp như này để nó còn dễ ra nước các bác ạ. Bên trong này thì thấm rất là sâu. Bên trong này rất là sâu các bác nhé. Nó cũng không có vào một tí đất, không vào một tí nước ở trong này đâu. Sắp tới thì chắc có lẽ là cháu phải mua một chiếc giường nữa cho mẹ các bác ạ. Thì nói chung là những cái gì đã trải qua thì mình cũng thấy là thương cho bản thân em ấy thôi. Còn gia đình ấy thì đáng lẽ gia đình cũng để cho em ấy nuôi con, nhưng mà như cháu đã nói đấy, rồi là mình cứ một hai ngày nữa sau khi mà mẹ đứng lên được thì mình cho con mẹ bế các thứ, xem là mẹ sẽ tức là như thế nào đối với con, có yêu thương hay không, hay là như thế nào. Lúc đó thì mình sẽ nói chuyện với lại bố mẹ của mẹ sao. Và bây giờ mình đợi một chút xem là có về hay không đã. Không gọi được điện này. Đây, các bác ạ, vừa nãy
Em gái của Mỹ thì hiện tại bây giờ vẫn đang ở trong nhà này. Thì cháu thấy đằng bé là con, một đứa con của Mỹ thì trông từ lúc nhỏ nhỏ này. Trông để mà có thể lớn lên một chút thì cần là 4-5 tuổi là cũng đỡ rồi. Nên là 3-4 tuổi cũng đỡ rồi. Thì gia đình, người mọi người có cả em gái cái thứ. Thì cái việc gọi là có sự đồng hành của quý mẹ thường quân để mà nuôi con của Mỹ thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng không quá khó đâu. Nước đang xả bên này. Bé vừa đi đâu về? Cô em gái vừa về phát là nấu nướng luôn á. Em gái được bao nhiêu tuổi rồi? Em gái Mỹ 14 à? Đang đi học không? Có, đang học lớp mấy rồi? Đó. À, học lớp 9 à? À, đấy, đi vừa về là hùng hục là nấu nướng các thứ. Bé đói hay sao chứ em? Thích đi chơi à? Ừ. Nhìn giống bé trai đấy. À, trai à? Thường chị gái Mỹ có bao giờ biết nấu cơm không? Ừ. À, nhưng mà chập thôi đúng không? À, tức là mình phải dạy từng chút một là em mới biết, chứ còn khá là chập đúng không? Làm gì chập đúng không? Ừ. Thế anh nghĩ là nhiều khi chắc là con của Mỹ ấy, thì vẫn có thể là chăm được đấy, chứ không phải là không chăm được đâu. Ui, nhà tối quá nhỉ? Trời tối tối đi này. Bé ơi, bố mẹ thường là mấy giờ mới về nhà? Ơ, nhưng mà bây giờ đã 6 rưỡi rồi mà. 6 rưỡi rồi vậy, vẫn còn chưa về đến nhà. À, hái dưa chắc là phải về tối rồi nhỉ. Hái dưa mai đi bán á? Mai đi bán hay là lúc nào đi bán? Sáng mai lại đi bán. À, sáng mai là bán ở chỗ chợ nào? Chợ Săn Thằng á. Hôm nào bán chợ Săn Thằng à? Mai có chợ không em? Có ai? Mai là thứ năm là có chợ phải không? Có phải đâu? Không, mai thứ tư. À, chắc là bán ở bên bệnh viện hay là bên chợ Đoàn Kết. Ơ, nhưng mà mai làm gì có chợ đâu? Ở bên chợ Đoàn Kết nó ngày nào cũng bán. Ờ, bán chắc bán chợ Đoàn Kết thôi. Ở bên bệnh viện. Ừ, hoặc là gần bệnh viện. Sốt ruột quá các bác ạ. Bây giờ tối rồi. Tí nữa là phải từ đây đi về. Trời sắp tối rồi. Chưa thấy về. Giờ 18 giờ rưỡi, gần 19 giờ rồi. Thực tế thì các bác có thể là nhìn trên điện thoại là nó sẽ không tối, nhưng mà thực ở ngoài ấy thì cảm giác là khá là tối rồi. Họ là bố mẹ của em ấy là đi từ đường nào nhỉ? Đi sang bên kia không hay là đi đường này? Ở trên này. Ừ. À, lại đi bên kia à? Tưởng đi từ bên kia thì lên xem thật xem có gặp không. Từ đường này thì... Nhưng mà đi hái dưa thì chắc là tối om hết mới về đến nhà đấy nhỉ? Chắc phải 19 giờ. À... Thực tế thì cháu cũng muốn gặp mà bố của Mỹ là hỏi một chút. Nên là sao không, nếu mà thực sự mà mình không trông được á, thì cũng phải cho một ít cái tiền hôm nọ cháu cho á, cho cái em ở dưới kia để còn mua những lúc cần thiết, mua những cái gì đó cho Mỹ ăn cái thứ á. À, đây đây, trên này rồi. Đây, về pháo nhỉ.
đúng lúa. Ừ. Như hái được cả đống dưa hay sao? Thế vợ là đi bộ à anh? Vợ đi bộ à? Vợ là đi bộ à? Ôi hái được dưa nhiều thế. Sao điện thoại anh không bao giờ gọi được thế? Gọi có ai nhấc máy đâu. À. Nhà trồng được dưa nhiều lắm à? Nó ra say lắm. Ừ, cái này là dưa mèo đúng không anh? Hái về mai đi bán hay là lúc hay là à. Cả một cái bao rồi bên này. Ở trên này thấy là cháu thấy là dân trồng rất là nhiều dưa nhá. Như quả dưa như này mà à, nếu mà gửi được xuống à, gửi xuống Hà Nội thì gửi được, hoặc một số những cái nơi ở miền Bắc, tức là à, mình lấy sau đó là gửi xe luôn xuống dưới kia thì được, chứ còn gửi đi xa thì lại không gửi được dưa. Dưa? Vâng, em bảo là gửi đi xa thì không gửi được, phải gửi xe thôi. Thì em có xe bắt tải ghé. Không, gửi xe ấy thôi, chứ còn xuống Hà Nội cái thứ cơ mà. Lấy cái thùng sốt đi. Vâng. Sáng nay anh làm xong giấy tờ chưa? Xong rồi. À. Chạy 2 ngày đấy. Hôm qua. Hôm qua tháng nay buổi nữa. Đến chiều đó. À. Thế sao mình không ở dưới kia trông? Không cho em gái xuống ở dưới kia trông Mỹ ấy. Cho thằng con gái với con rể. Con gái đâu? Hai đứa kìa mà, ông nói, chú về kia đây. Đâu có phải đâu, bây giờ là đứa em kia mà. Đứa em mà bảo nuôi con của Mỹ mà. Ê, cái đứa nó ở đây trông mà. Thì sao chỉ có một mình em ấy thôi? Trông nó về nhà, thằng con rể nó lại về nhà, cái của cho trông. À, thế sao không ấy gửi ít tiền này mua đồ cháo thứ cho Mỹ? Anh gửi đó. Gửi rồi á? À, tức là hai vợ chồng họ. Hai vợ chồng là con rể của mình mà. Con rể của chị gái mình, anh ấy. Con rể của chị gái, chị gái ruột à? Đấy, chị gái ruột luôn đấy. À, thế là cái đứa gái, cái đứa em mà không có con đấy là gọi anh là cái gì? Gọi là cậu. Cậu à? Đấy. À. Cái được ký nè. Chung là thế thì cũng người nhà thôi. Ừ, người nhà còn thôi. Cái người nhà mà chú. À. Nó lấy nhau được 10 năm nay nó không có em. Ừ. Đấy, thực ra thì em nói với anh như này, à, người nhà thôi thì đấy. không cho thì đã cho thì ok thôi. Đấy. Người nhà thôi cũng là với Mỹ cũng là người nhà thôi. Đúng rồi. Thì giả sử như sau này à, ý của em á là giữa hai mẹ con á là mình được có tách riêng biệt quá. Hiểu không? Được có tách riêng biệt quá. Giả sử như mà mấy hôm nữa Mỹ mà khỏi á thì cho Mỹ bế con các thứ cứ tiếp xúc đi. Sau đó là đương nhiên là giả sử như Mỹ mà có thực sự mà cũng yêu thương con á thì vẫn cho cả Mỹ, tức là cho gia đình bên trên chăm. Nhưng mà Mỹ mà muốn đi thăm con các thứ cũng ở gần đây đúng không? Đúng rồi, gần đây mà. Ở gần đây thì ok, Mỹ đi thăm con các thứ. Rồi là sau này á, lấy đâu mà giả sử như mà anh, giả sử như đúng không? Mà anh mà sau này anh già rồi anh không thể nuôi được con gái nữa thì em ấy, tức là con bé mà may mắn được mọi cái thì Đức lúc đó thì lại giúp đỡ cho nuôi cả mẹ các thứ. Tức là mình đừng có tách biệt ra à, sau này cho bé biết là không phải mẹ của mình. Đấy. Mình cứ bình thường thôi. Đấy, thế là và nếu em tưởng là người ngoài bình thường, người ngoài thôi thì nếu mà mình nuôi được thì mình cứ nuôi. À, còn người nhà thì cũng đỡ hơn. Dạ. Dạ, anh đưa ấy xem nào. Sáng mai anh đi xuống dưới đấy không?
chắc phải mua thêm những cái cháo dinh dưỡng anh, mấy cái cháo không ấy, cháo không đấy chỉ ăn được một hai ngày đầu thôi, sang ngày thứ ba là phải mua thêm những cái cháo dinh dưỡng, còn không là không có cái gì để mà bổ làm sao mà có sức khỏe. Anh mua cái cháo mà nó có cái thìn bang ấy. À. Đấy, còn mua cái cháo lấy cho nó ăn mà. Ừ, đấy, mua cháo dinh dưỡng ấy, có thịt đấy. Đấy, có thịt đấy. Vâng. Và cái cháo mà trắng này anh chẳng mua đâu. Vâng. Nên là nó chẳng ngoan cái gì. Ừ. Nó yếu quá, anh mua cái cháo mà nó bằng thì cho vào đấy đấy. Rồi sáng vừa nãy em đến là bảo là chỉ mua những cái cháo trắng thôi, còn cháo dinh dưỡng thì chưa có. Mua cái sáng anh hôm qua anh cũng mua mà sáng nay cũng mua. Đã đâu chưa là nó đi mua cái đấy thôi. Thực ra thì ý của em là như này, tức là đây không được đi nhau. À, thế là mình cho nhà nuôi thì mình có lấy cái gì không? Không lấy được. Vẫn là một nhà thôi. Ừ. Một nhà thì mình cũng là con mình thôi thì mình cho không nó thôi, cho nó để cho nó nuôi bên kia là mình già mình không có, mình không nuôi được đấy, mẹ nó ấy. Ừ, đấy. Mẹ nó hay con lấy lại để nuôi mẹ nó. À, em tưởng là cái đấy là người ngoài thôi thì người nhà, người ngoài thì anh đéo rồi. Nếu mà người ngoài anh cũng không cho nó. Ừ, người ngoài thôi thì một cái chuyện khác. Cái chuyện nó lại khác. Ờ, ok, người nhà thì... Mai nhá, mai anh xuống. Anh xuống tới chiều anh xuống. Buổi chiều mới xuống. Ra thì em định mua ở một cái chiếc giường để cho Mỹ lúc về là có chỗ ngủ, cái giường ấy, cái giường ở chỗ kia là nó hơi khó ngủ một tí, hơi khó ngủ một tí, mua một chiếc giường. Thế là về là vẫn phải ở đây à? Vẫn ở đây nữa, cho nó đủ tháng đó. Ok, thế thì anh làm việc đi nhé. Giờ thì cháu cũng lên trên này nói chuyện một chút thôi các bác. Thì nói chung là những cái gì đó cháu cũng muốn chia sẻ thực sự với các bác là về hoàn cảnh của em Mỹ thì bản thân em ấy không được phát triển trí tuệ, không được minh mẫn như mọi người và đặc biệt là làm gì rất là chậm. Tuy nhiên thì em ấy biết nấu nướng, cái gì cũng chỉ từ từ thì biết. Có thể là cái nguyên do vì sao mà em ấy không có muốn ở chung nhà ở đây khi mà em ấy đi ra. À, thì không phải là em ấy nhiều lúc cũng đi ngủ những cái lán ruộng ở dưới này các bác. Của những cái lán ruộng ở dưới này thì nói chung là mình cũng thấy là cái cảnh đó thì cũng nhiều những cái chuyện có thể là mình không nói được hết. Tuy nhiên thì cái điều cũng có thể là em ấy không muốn ở cùng với bố mẹ. Ở đây là bố mẹ, bố thì đương nhiên là bố ruộng rồi. Tuy nhiên thì mẹ thì là mẹ kế. Đấy, chắc chắn một cái điều đó là như là nói về mẹ kế thì em ấy lại không được nhanh nhẹn như vậy, thì chắc chắn là ở nhà thì cũng sẽ bị ma la mắng là cái điều đương nhiên rồi. Cái đấy là không phải là bản thân cháu San nói mà chính là bố của mẹ cũng nói. Và cho nên là có thể là vì cái lý do đó em ấy khi mà đi ra ngoài em ấy không muốn về nhà, cứ về là cứ bị la đấy các bác. Đấy. Nhưng mà thì bây giờ cháu mới biết là cái em mà nhận nuôi con của mẹ cũng là người trong nhà thôi. Thì và đặc biệt là hoàn cảnh gia đình cũng khá là khó khăn nữa. Thì cháu nghĩ là thôi thì như cháu đã nói đấy, nuôi rồi á thì cũng nhận nuôi. Nhưng mà đồng nghĩa thì cũng phải đừng có tách biệt hai mẹ con quá. Là sau này có thể là lỡ đâu cái em mà nhận nuôi ấy lại sinh được con nữa thì sao? Đấy, lại sinh được con nữa thì lúc đó thì lại cũng không có quá là thương con của mẹ như là bây giờ nữa thì sao? Đấy, hoặc là về sau này thì còn có thể là vừa nuôi nhưng mà cũng giúp đỡ một phần nào đó cho mẹ các bác. Đấy, video ngày hôm nay thì cháu cũng xin kết thúc tại đây thôi các bác nhá. À, rất là cảm ơn tất cả các bác và đặc biệt là cháu rất là mong là các bác, chú, anh chị, mọi người sẽ đóng góp ý kiến và theo cái quan điểm của cháu để mà sắp tới để mà giúp đỡ cho Mỹ á, là nếu như được thì làm cái căn nhà nhỏ để cho em ấy ở bên cạnh đâu đó, chẳng hạn như là ở cái vị trí này, chẳng hạn là gia đình người ta không phải là nhà của bác thôi. Nhưng mà mình xin được cái vị trí này ở, chẳng hạn làm cái căn nhà nhỏ rồi là cho em ấy có cả em bản thân em mình là có chế độ này. Rồi là ở đây thì lúc đó thì
có thể là mình cũng hướng dẫn một số những cái và có đầy đủ gạo, tất cả mọi thứ thì em ấy có thể là tự nấu nướng, coi như là cái gì cũng là của em ấy á, thì cho em ấy được một cái cuộc sống tốt hơn. Đó là cái điều mà cháu mong muốn như vậy. Còn bây giờ thì đứa nhỏ không cho, đã cho anh em họ hàng họ nuôi rồi thì cháu cũng thời gian nữa cháu có thể là đi cùng với các bác, mình sẽ đi về xem tự gia đình của họ, và cái mình giúp đỡ thì mình cũng cố gắng để giúp đỡ cho cả bé có thêm sữa để uống nữa các bác nha. Video này cháu xin kết thúc tại đây thôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác của chú anh chị trong một video clip gần nhất trên kênh Hòa Đồng Vùng Cao nhé. Xin chào tất cả các bác.